Hello, xin chào tất cả anh em đã quay lại cái kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em tham khảo cái dàn chân của một chiếc Winner V1 nha. Thì mình sẽ quay tổng thể toàn bộ con xe để cho anh em tham khảo. Thì hiện tại mình lên cho anh này một cặp mâm 3 đao RCB bản 1.6, 1.85. Thì đây là cái phần bánh sau đã chế full nha. Bánh nhẹ nhàng tình cảm này. Bánh sau nha anh em, bảng 1.85, sử dụng vỏ 70 này. Về cái phần bánh trước thì mình sử dụng cho anh này một con heo Adeline 4 bit, một cái dĩa King Speed và lòng CNC. Thì bảng mâm đằng trước là 1.6 nha, sử dụng vỏ 70. Cái dây dầu anh này chưa có điều kiện để thay, lần sau anh này sẽ thay cổng dây dầu bấm nha. Đó, bánh thì nhẹ nhàng ngay tâm nha anh em, rất là nhẹ luôn. Mình bóp thắng rồi mình quay lại cho anh em tham khảo này. Đó. Và dàn chân phía sau thì anh này sử dụng một cái gắp. Gắp này là gắp Market Boy CNC nha, gắn hoàn toàn như zin luôn. Đó, nhìn rất là cứng cáp. Thì gắp này dài hơn 4 cm nha anh em, gắn hoàn toàn như zin. Đó. Nhìn rất là đẹp ha. Nhìn xe rất là gọn luôn. Và kết hợp theo đó thì anh này sử dụng một cái fork ni trống nha.